Thần tài báo mộng, tuổi Mậu Thân 1968, tiền nhiều hơn trúng số, tháng 6 âm lịch cực giàu. Hoan hỷ chào đón quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng với KB Tử Vi trong chuyên mục Tử Vi hàng tháng mới nhất của 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra trên cuộc đời này đều mang một số phận khác nhau tùy thuộc vào tuổi con giáp cũng như một số yếu tố liên quan đến vận mệnh mà có những người vừa mới ra đời đã được hưởng giàu sang phú quý sống trong nhung lụa. Nhưng có những người thời niên thiếu phải chịu nhiều vất vả cho đến hậu vận thì mới phất lên như diều gặp gió, vinh hoa phú quý ngút trời, nhiều niềm vinh dự. Suy xét đến cùng, cuộc sống có tốt, xấu hay không đều là do bản thân mình nỗ lực, cố gắng đến thế nào. Sớm hiểu được điều đó nên những người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 luôn cố gắng trong suốt cuộc đời của mình. Các bậc thầy tử vi chỉ ra rằng, bước sang tháng 6 năm 2024 âm lịch, được Tam Hội Cục đứng bóng nên người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 có cơ may gặp được nhiều cơ hội tốt. Tuy chưa phải quá thành công rực rỡ nhưng cũng đạt được những thành tựu khiến bản thân hài lòng. Phương diện công việc được cát tinh nâng đỡ nên trôi chảy, hanh thông bất ngờ, tài lộc cũng theo đó mà vượng phát. Tuy nhiên, có tiểu nhân nhũng nhiễu hòng phá bĩnh công việc làm ăn của bạn, nên làm gì cũng cần chú ý trước sau. Vậy cụ thể trong tháng này, các gia chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ gặp những hung tinh, cát tinh nào? Vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên có được như ý? Và cách hóa giải ra sao? Mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi. 1. Tổng quan cuộc đời và vận trình người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm 2024 Giáp Thìn. Quý cô bác thân mến, người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, tính tình lạc quan vui vẻ, phóng khoáng thoải mái. Họ không ngại khó khăn, dũng cảm đương đầu với mọi thử thách trên đời. Không được phúc anh em gia đình trợ giúp, phải tự tay lập nghiệp, độc lập tự cường thì mới có thể thành công. Những người tuổi Mậu Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Tuổi Mậu Thân giỏi trong cách giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác, bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi Mậu Thân truyền cảm hứng, sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, tuổi Mậu Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Nếu làm việc tập thể, tuổi Mậu Thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai. Nếu có người hơn mình, họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình không để cho ai biết. Luận về cuộc đời của cô bác Mậu Thân, dân gian có lan truyền vài câu thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, số cùng với mạng lắm lần gian truân. Thìn, Tuất, Sửu, Mùi sinh thai, Tỵ, Ngọ 6 tháng đặng mai thanh nhàn. Số người cốt nhục không hòa, tự tay lập nghiệp mà nên cửa nhà, tuổi nhỏ chết hụt đôi lần. Không thì bệnh tật khổ thân sau này, đầu tiên có của chẳng an, nhà cửa nhiều lớp giả tan đổi đời. Tuổi nhỏ cực trí lao tâm, trở về lớn tuổi mới mong thanh nhàn. Số người lại có biệt tài, làm ăn nên cửa bằng bàn tay không. Người tuổi Mậu Thân, tiền vận có phần vất vả, nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Mậu Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định.
Người tuổi Mậu Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn, lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên, cũng phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung, chỉ cần nỗ lực thì ông trời có mắt, sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Phần đông đàn ông Mậu Thân tính tình hiền lành, vui vẻ, là người có tài nên có thể gây dựng sự nghiệp lớn. Số tự tay lập nghiệp mà ít nhận được sự giúp đỡ hay hỗ trợ từ người thân. Lúc nhỏ nhiều lần phải trải qua tai nạn nguy hiểm nhưng nhờ ân đức của tổ tiên nên đều có thể tai qua nạn khỏi. Về chuyện tình duyên cũng gặp nhiều trắc trở lận đận. Nếu lập gia đình muộn sẽ thuận lợi hơn trên đường công danh và đường đời. Phụ nữ Mậu Thân nếu sinh vào ban đêm mùa thu hoặc mùa đông là thuận sinh, cuộc đời được sống trong cảnh an nhàn, phú quý, gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, số mệnh phần đông là vất vả, dù sống trong cảnh giàu sang cũng khó được hạnh phúc. Số này phải lấy chồng và lập nghiệp xa quê mới mong ổn định về sự nghiệp. Nên ăn ở hiền lành, tu nhân, tích đức để có thể hưởng cuộc sống thanh thản khi về già. Cô bác Mậu Thân thân mến, chúng ta đều biết đời người là hành trình dài trăm năm. Năm 57 tuổi mới đi được một nửa, nửa còn lại mới thực sự là kiếp nhân sinh. Vậy làm sao để sống trọn vẹn một cuộc đời như ý? Vận mệnh đời người luôn là thứ gắn liền với vận trình hưng suy của một con người. Con người đến cũng trắng tay, rồi ra đi cũng như vậy thôi. Giai đoạn sau 57 tuổi, cô bác Mậu Thân cảm ngộ được sinh mệnh giống như xe đi đường núi, lắc lư, ngoằn ngoèo. Hơn nửa đời người rồi bỗng quay đầu nhìn lại, 57 tuổi cũng là 57 năm nếm trải đủ mùi vị nhân sinh. Cuộc đời vui buồn, cùng khổ chưa kịp phản ứng thì nửa đời người đã qua rồi. Nhìn bạn bè thành công, sang giàu hẳn rằng đôi lúc cô bác Mậu Thân cảm thấy chạnh lòng. Đã 57 tuổi rồi, đối với vận mệnh, tiền tài, địa vị, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình, bằng hữu, tất cả đều đã sáng tỏ, thông suốt. Đến tuổi này, cô bác Mậu Thân hãy ngừng nhìn về quá khứ và giải phóng tâm trí khỏi những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực để cuộc sống tốt hơn. Tất cả chúng ta có thể đã trải qua nỗi đau về thể xác hay tinh thần vào một thời điểm nào đó. Sự khác biệt là một số người giữ chặt những trải nghiệm đau thương đó và khó tiếp tục cuộc sống hơn những người khác. Quý cô bác Mậu Thân năm 2024 đã bước sang tuổi 57 nên chắc hẳn cô bác cũng hiểu, lúc 30 tuổi, quỹ đạo cuộc đời của đại đa số đều khá khúc khuỷu, 40 tuổi quỹ đạo đó đạt đến đỉnh điểm, 50 tuổi quỹ đạo tương đối ổn định. Nếu không có tình hình gì đặc biệt thì sẽ chẳng có biến động gì lớn nữa. Những người 57 tuổi đã đi qua hơn nửa cuộc đời, họ đang ở vào cái giai đoạn tỉnh táo nhất của đời người. Tuyệt đối không oán than ông trời bất công hay như nào nữa mà sẽ âm thầm, lặng lẽ chấp nhận hiện thực cuộc sống. Đã ở độ tuổi này, hẳn rằng cô bác Mậu Thân cũng đã nhận ra sai lầm lớn nhất đời người là dùng sức khỏe để đánh đổi lấy những vật ngoài thân. Bi ai lớn nhất đời người là dùng sinh mệnh để đổi lấy phiền não và lãng phí lớn nhất đời người là dùng tính mạng để giải quyết rắc rối do bản thân mình tạo ra. Hạnh phúc của đời người không nằm ở danh lợi mà xuất phát từ sức khỏe, cơ thể khỏe mạnh không quyết định bởi tiền bạc mà quyết định bởi sự vận động của mỗi con người. Vậy nên, dù ở độ tuổi nào, cô bác Mậu Thân cũng hãy luôn biết giữ gìn sức khỏe, trân trọng cơ thể mình để quãng tiếp theo của kiếp nhân sinh này có thể sống khỏe, sống vui, sống hạnh phúc cô bác nhé. Về cơ bản, Mậu Thân có một năm 2024 khá suôn sẻ khi gặp được cục diện tam hợp thái tuế, không gặp phải biến cố gì trong cuộc sống. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ làm ăn, nghiêm túc cống hiến thì mọi việc đều tiến triển thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ gặt hái thành công, thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, bản mệnh nên chăm sóc cẩn thận cho sức khỏe, đề phòng ngã bệnh. Cát tinh chiếu mệnh giúp đời sống tinh thần của con giáp này có nhiều cải thiện tích cực. Nhân duyên hài hòa cũng rất có lợi cho việc mở rộng mối quan hệ, đặc biệt trong hợp tác làm ăn. 2. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thân 1968 tháng 6 âm lịch.
Nhân duyên vượng cũng mở ra các mối quan hệ hợp tác làm ăn suôn sẻ cho người tuổi này. Việc làm ăn ngày càng hanh thông, buôn bán có bạn có bè hỗ trợ nhau nên mọi thứ đều khá trôi chảy, hàng hóa ít có tình trạng tồn kho, nhập đến đâu bán hết đến đấy. Trong khi đó, đối tác làm ăn cũng đều là người sòng phẳng và đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài. Về phương diện công việc, tinh thần làm việc trong tháng Tân Mùi của Mậu Thân cũng được nâng cao, sự nghiệp ít gặp trở lực. Người tuổi này có nhiều cơ hội khẳng định năng lực nhưng đồng thời đôi khi để cái tôi lên quá cao, không chịu lắng nghe hay tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, có thể tự gây bất lợi cho bản thân. Việc xã giao đang trên đà tốt đẹp, đừng vì cách hành xử thiếu tinh tế của mình phá hỏng tất cả. Bạn càng được mọi người yêu mến, công việc sẽ càng suôn sẻ, khó khăn sẽ được giúp đỡ tận tình. Tháng này sức khỏe của tuổi này không gặp vấn đề nào nghiêm trọng. Bản mệnh lại là người chăm chỉ thể dục thể thao, luôn chú trọng chăm sóc cơ thể nên ít ốm đau bệnh tật. Hãy cố gắng phát huy tinh thần này trong các tháng sau này nhé! Xét về địa chi, hợi gặp ngọ không xung phạm, ở độ tuổi này, Mậu Thân đã đạt được những thành tựu nhất định trên con đường sự nghiệp trong đời. Trong tháng này, gặp thiên thời tốt, sao chiếu mệnh cát lành mà phương diện này ngày càng thăng hoa rực rỡ, hứa hẹn chức vụ cao hơn, củng cố địa vị xã hội. Việc mở rộng quy mô làm ăn cũng thu về kết quả khả quan dù khá vất vả, hao tốn nhiều công sức và tiền của. Dù là người làm công ăn lương hay làm chủ cũng đều hài lòng với những thành công đạt được. Xét về thiên can, Mậu Thổ gặp Tân Kim là thương quan tác động nên tháng này Mậu Thân không kiên định, dễ lung lay trước những lời góp ý của những người xung quanh. Từ đó công việc rối như tơ vò thành một mớ hỗn độn không có hồi kết, khuyên bạn nên nghe theo ý kiến của bản thân và không nghe người khác xúi bậy coi chừng mất hết cả chỉ lẫn trải. Nếu bạn vội vàng đạt được kết quả nhanh chóng, bạn sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Đừng nóng nảy trước những vấn đề, mâu thuẫn đã tích tụ trong quá khứ, chỉ cần bạn có đủ kiên nhẫn và kiên trì để giải quyết thì mọi chuyện sẽ xoay chuyển. 3. Tử vi tuổi Mậu Thân 1968 tháng 6 năm 2024 âm lịch trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Tử vi cho thấy những khó khăn mà người tuổi Mậu Thân có thể gặp phải trên con đường sự nghiệp. Bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng cho mình, chớ vì một rắc rối bất chợt xảy ra mà thành ra bi quan, chán nản, thậm chí là bỏ cuộc. Tháng này, bạn sẽ phải bon chen, giành giật khá nhiều nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, đạt được mục tiêu. Khi có kẻ xấu bụng xuất hiện, bạn cần phải hết sức đề phòng, tránh lơ là, chủ quan. Bên cạnh đó, dù đồng nghiệp, bạn bè xung quanh mình có đạt được thành công, bạn cũng nên giữ trạng thái tâm lý tích cực. Tránh ghen ghét, đố kỵ với mọi người, bởi điều đó chỉ khiến bạn vướng phải nhiều hành động tội lỗi. Trên thực tế thì dù có khó khăn đến mấy, bạn cũng không hoàn toàn rơi vào cảnh tuyệt vọng. Những điểm sáng do cát tinh mang lại chính là những dấu hiệu tích cực để bạn tin tưởng hơn vào bản thân mình. Phương diện tài lộc. Với những người làm công ăn lương hay theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp thì tình hình tài chính của bạn trong tháng này không có dấu hiệu phát triển tích cực. Nguyên nhân là bạn phải dành nhiều thời gian để khắc phục khó khăn hơn là vươn lên, khẳng định giá trị của bản thân mình. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được một khoản tiền công xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra, giúp bạn có thêm hy vọng vào tương lai, đồng thời có của ăn của để, không rơi vào hoàn cảnh túng quẫn. Thậm chí, một vài người may mắn có cơ hội phát tài dựa vào vận may của mình. Tuy nhiên, chúng ta cũng đều biết rằng may rủi chẳng thể mang lại cho bạn sự phát triển bền vững. Vì vậy, bạn chớ nên dựa dẫm vào điều đó, có được tiền cũng nên lấy đó làm niềm động viên mà thôi. Người làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh không tìm được mối đầu tư nào đáng kể trong thời điểm này. Có lẽ bạn cần bình tĩnh chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn đến với mình, chớ nên vội vàng nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của bất cứ ai, kẻo rơi vào cảnh tiền mất, tật mang. Phương diện tình duyên. Trong tháng này gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất,
tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Những gia chủ mậu thân cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Tử vi tuổi mậu thân từng tháng 6 âm lịch cho biết, có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình bạn, bạn thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn đến thế xảy ra. Tuy nhiên, trong tình huống này bản mệnh chớ nên thể hiện sự suy sụp về tinh thần và mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, bạn nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình vợ, chồng bạn để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Phương diện sức khỏe. May mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Thân vẫn ở vào mức ổn định trong tháng này. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở song bạn vẫn không quá mức nhụt chí. Những suy nghĩ tích cực sẽ góp phần giúp bạn cảm thấy phấn chấn, khỏe mạnh hơn. Hãy chú ý chế độ ăn uống và vận động phù hợp để có một cơ thể tràn đầy sức sống. Đó là một trong những yêu cầu cơ bản nếu bạn muốn vươn tới thành công đấy. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm, mỗi tháng vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin và cố gắng để vượt qua cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của KB Tử Vi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 6 âm lịch, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.